Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, nguyên phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương. Thông tin từ báo Chính phủ, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên phó trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, sinh năm 1966, chỗ ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình. Đồng chí Nguyễn Văn Yên đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên. Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 42 xem xét kỷ luật tổ chức, cá nhân. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cơ quan Ban Nội chính Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Yên đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Yên gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Xử lý kỷ luật cán bộ trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người. Mới đây, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Về thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên, đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 đảng viên, 20 tổ chức đảng, tham mưu Ban Bí thư thành lập 2 đoàn giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên. Khi phát biểu kết luận buổi làm việc, trong số nhiều nội dung thì Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Hệ sinh thái AIC.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, song trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người, mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn, phát huy các nhân tố mới, tích cực, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong đó, trước mắt là tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Hai là rà soát, sửa đổi, bổ sung, tham mưu cho Đảng xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Tập trung nghiên cứu, tổng kết thi hành điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ba là, Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, còn tồn động, gây bức xúc trong xã hội. Tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. 4 là thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.